Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm đùi gà rán với bò viên. Mình có kêu mấy đứa con nít lại ăn gà rán nha các bạn. Một lát mình sẽ chiên bò viên. Bây giờ mình chuẩn bị đùi gà, mình đi ngâm với sữa. Rồi mình đây là mình phần chuẩn bị đùi gà nè các bạn. Nay mình kêu mấy đứa con nít lại cũng cả chục đứa luôn nha các bạn. Là một mâm luôn, mâm khổng lồ luôn các bạn. Bây giờ cái đùi gà này mình đã rửa qua giấm với muối rồi. Mình lấy cái cây xiên que vậy nè, mình đâm cho nó lủng lủng vậy. Một lát mình ngâm sữa, mình ướp cho nó thấm gia vị nha các bạn. Mình không có cây xiên que thì mình lấy cái vợt gì nhọn nhọn á, mình cũng xăm cũng được luôn. Mình ngâm với sữa tươi không đường nha các bạn. Mình xăm như vậy cho đến hết là được rồi. Rồi phần đùi gà mình đã xăm hết rồi. Bây giờ mình cho sữa tươi không đường vào mình ngâm nha các bạn. Mình ngâm sữa tươi không đường trong vòng nửa tiếng. Mình ngâm nửa tiếng xong rồi mình vớt ra, mình ướp. Mình ướp rồi mình hấp. Mình hấp cho đùi gà nó chín rồi mình bắt đầu mình đem chiên. Đùi gà rán như đùi gà KFC vậy đó các bạn. Rồi nhiêu sữa đây được rồi. Lát mình trở cái dưới lên các bạn. Rồi mình để đó 30 phút đi rồi mình quay lại mình làm tiếp. Rồi, đùi gà mình ướp hồi nãy giờ trong ngâm sữa nãy giờ cũng hơn nửa tiếng xong rồi mình vớt ra, bây giờ mình cho vào cái thau mình chuẩn bị mình ướp. Ướp đùi gà nè. Mình ướp đùi gà mình cũng ướp trong vòng nửa tiếng đi cho nó thấm gia vị vô đùi gà xong rồi mình mới bắt đầu mình hấp lại, hấp cho nó chín. Rồi đây là phần hạt nêm, bột ngọt, muối, tiêu. Mình cho vô hết luôn các bạn. Rồi mình cho thêm tương ớt vào nữa. Khoai tây chút mình làm sao đi. Rồi mình ướp để đây nửa tiếng rồi mình đem hấp lại, hấp cho nó chín rồi mình bắt đầu mình mới tẩm bột mình chiên. Được 30 phút, bây giờ mình chuẩn bị cái nồi hấp rồi, bây giờ mình cho vào mình hấp nha các bạn. Mình hấp gà 20 phút. Cái này nhiều mình hấp hai lần mà. Một lần mình để vô không có hết. Rồi mình hấp nhiêu đó đi, một lát mình hấp tiếp.
Rồi trong thời gian mình hấp đùi gà, mình đi gọt khoai tây các bạn, với mình xiên giò riêng. Bây giờ khoai tây mình cũng đã chuẩn bị khoai tây rồi, bây giờ mình cho muối vào cái thau nước mình gọt ra, mình ngâm khoai tây để cho nó không có bị thâm đen nha các bạn. Đây là thau nước mình đã gọt, mình đã chuẩn bị xong rồi, giờ mình gọt khoai tây. Khoai tây thì mình gọt xong rồi mình xắt ra, xắt sợi dài dài, rồi mình đem mình trộn sơ qua nước sôi rồi mình nếp chiên để cho khoai tây nó không bị nát nữa các bạn. Rồi bây giờ mình cũng cắt giò viên, cá viên ra mình xiên vô quen các bạn, lát mình dễ chiên. Thằng con mình nó đang xiên giò viên vô cái xiên que. Mấy cục nè? 4 cục, 5 cục gì cũng được. Mình đã hấp xong rồi các bạn, mình để nguội rồi mình tẩm qua bọt rồi mình bắt đầu mình chiên.
trứng gà rồi. Cho vào cái hộp trứng cút lần kia nữa, Ti lại lấy trứng cút lột rồi chiên luôn. Cho cái xô. Rồi mình cho bột mì vô. Lột ra xiên que. Một khuây.
tây này nãy mình luộc sơ rồi mình mới chiên rồi các bạn. Đấy mình luộc, mình không có quay cho các bạn xem nhưng mà cái này mình quay luộc rồi. Rồi nó dạng vậy nó hết bong bóng là mình vớt ra được rồi nha các bạn. Để vàng quá nó bị khét à. Chín rồi vớt ra. Rồi, khoai tây giờ nó chín rồi, vàng rồi các bạn, mình vớt ra được rồi các bạn. Tắt bếp đi, đầu bếp nhí rồi. Mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình đem lên mình kêu mấy đứa nhỏ lại ăn nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã chiên xong rồi, mình có kêu mấy đứa nhỏ lại ăn nè nha các bạn. Trời ơi quá trời, chín đứa luôn. Nhỏ quá trời nhỏ. Rồi ăn đi mấy đứa. Ăn chưa? Ăn nha. Ăn đi. Ngon không? Ngon. Ăn chứ nói gì. Ngon không Nhung? Cầm đùi gà lên đây. Phe ra coi. Gì không nói chuyện gì vậy? Ủa nãy ra chơi trò chơi nào thắng cho ăn rồi không thắng cho nghỉ mà. Rồi bữa nay không nãy nãy lấy tương cho nội luôn. Trời đất ơi. Chê. Lấy cho đưa sạch cho ngoại đi. Con sen à. Ngon không cả nhà? Ngon. Rất ngon và hấp dẫn. Ngon đi. Ăn hỏi trả lời được. Dạ, ngon dữ lắm á. Mày ăn ngon mày ngồi ru mày. Sao thì rất hết mất. Ăn đi.
không có phần. Trời. Trời ơi, chứ ăn hết rồi sao? Bắt tao làm dưa hả? Quay vô. Cái tả đời này giờ bắt tao làm dưa hả? Ngon quá. Ngon quá, chừng ngon luôn. Mày ăn đùi, ăn đùi chú đi. Mày nha ăn đùi. Đúng rồi, lát mắt á. Lát mắt á. Trời ơi, no mà chảy nước mắt luôn rồi các bạn. Ai? Mình nói giờ mới nghe luôn nha các bạn. No mà tới chảy nước mắt luôn á. Nó ăn quá trời no luôn, nó chảy nước mắt, hàng chi nó ú nu à. Kìa con té xúc xích đó của ai vậy? Ngô mắt không? Làm rau lắm, ăn nhanh quá. Cái nào của em chưa ăn, để qua cái dĩa em còn cho nó đi. Cái đùi gà xả đó. Nãy giờ con có ăn trứng sốt không? Để qua cái dĩa đó cho nó đi, lấy cái cây ra để qua cái dĩa cho em đi. Để ăn lần tật mới ăn nó lộ. Mặt đèn tội lắm. Bỏ kia rồi ngồi viên men, ăn nha. Ngồi viên trắng luôn. Nghe không? Rồi mấy đứa nhỏ nó đã ăn xong rồi nè các bạn. Mình cũng xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn quay video kế tiếp. Cái chú cúng nó bự.